Chương 3582. Ta đến thay ngươi thủ hộ vạn năm. Kiếm mộ bầu trời vĩnh hằng hắc ám, mây đen dày đặc, trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được tàn phá chiến kiếm. Nơi này băng lãnh nghèo nàn, nhưng cũng có từng tòa cao ngất núi lửa, thỉnh thoảng phun ra nham tương. Kiếm mộ chỗ sâu, u minh địa lao lối vào, là một tòa cao trăm trượng cự thạch màu đen, tảng đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Hàn phong dưới, thái thượng mặc một thân màu xám trắng áo vải, ngồi tại dưới tảng đá lớn, râu bạc tung bay. Lạc Thủy Hàn đứng tại thái thượng sau lưng ngoài một trượng, dáng người bao phủ tại trong mưa bụi, cầm trong tay bút vẽ, như lăng ba tiên tử, mờ mịt mông lung, như thanh lệ chi thúy trúc, thẳng tắp chi thanh tùng. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa, đang chờ đợi cái gì? Bạch, 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 ba đạo sáng tỏ thần quang, vạch phá hắc ám, xuất hiện đến dưới tảng đá lớn, ngừng hóa thành Trương Nhược Trần, Kiếp Tôn Giả, Chỉ Giao thân hình, thái thượng tóc trắng như xương, mọc đầy nếp nhăn trên khuôn mặt lộ ra khẽ cười cho. Nói, Nhược Trần, ngươi lại tiến bộ, thái sư phụ không trách ta. Trương Nhược Trần nói, tỉ mỉ bố cục, lại bị hủy đi. Thái thượng đi ra U Minh địa lao, tại nơi này chờ đợi, không thể nghi ngờ là biết được, phía sau này kẻ đầu têu là ai. Thái thượng lắc đầu, nói, kỳ thật, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Không cẩn thận, Côn Lôn giới liền sẽ chôn vùi trong tay ta. Nhưng ta chỉ có thể làm như thế, nếu không sau khi ta chết, Côn Lôn giới vẫn như cũ khó thoát diệt vong chi cục. Nếu có thể trước khi chết, giúp các ngươi diệt trừ một số người, các ngươi tiếp nhận áp lực tự nhiên sẽ nhỏ một chút. Thượng cổ đến nay hơn 10 triệu năm qua, Côn Lôn giới tuần tự ra đời Thiên Ma, Nho Tổ thứ hai, Bất Động Minh Vương Đại Tôn, vân vân một nhóm lớn kinh diễm vạn cổ nhân vật, đem Côn Lôn giới đẩy lên lịch sử đỉnh phong. Thánh tộc, Diêm La tộc, thái cổ sinh linh đều không thể so với. Nhưng, thịnh cực tất suy, gần nhất 10 cái nguyên hội, Côn Lôn giới liên tiếp gặp đại kiếp, từ đỉnh phong trượt xuống đến vực sâu. Thế nhưng là, U Minh địa lao, Đại Tôn Chi Mộ, Thiên Ma Sơn, Nho Tổ thứ hai Thủy Tổ giới, cũng bao quát Thiên Ma Thạch Khắc, Minh Vương Kinh những tu luyện pháp này, Bất Động Minh Vương Quyền cùng Vô Tự Kiếm Phổ những tiệt thế thần thông này đều là đương thời vô lượng thèm nhỏ dãi đồ vật. Thái thượng mà chết, Côn Lôn giới làm sao thủ được những bảo vật này? Lần thứ ba đại kiếp đến, sợ là liền thật diệt giới. Thái thượng nhìn xem Trương Nhược Trần, trong mắt thần sắc lo lắng tán đi, lộ ra vui mừng thái độ, nói, ngươi so trong dự đoán của ta lớn lên càng nhanh, như tương lai, có ai có thể trọng chỉnh trật tự, tại trong lượng kiếp vì mọi người tìm ra một con đường sống. Tất nhiên là ngươi, ngươi đến gánh vác lên trách nhiệm này. Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên lần lượt đuổi tới, nghe được thái thượng lời nhắn nhủ này di ngôn đồng dạng lời nói, đều tâm tình trầm thống. Thái thượng liếc nhìn đám người, nói, các ngươi đến toàn lực phụ tá hắn, hợp sức chống lên Côn Lôn giới tương lai. Si Hình Thiên hai mắt phiếm hồng, giận dữ hét, có người tiết lộ phong thanh, vốn nên bị dẫn tới Côn Lôn giới cường giả, toàn bộ đều rút lui, nếu để cho ta biết phản đồ kia là ai, chắc chắn nó ăn sống sống lột. Trương Nhược Trần nhìn Si Hình Thiên một chút, lập tức đem Ưu Đàm Bà La Hoa cùng Mani Châu lấy ra, nói, phản đồ tiết lộ phong thanh kia là ta, ta đi một chuyến hắc ám chi uyên, tìm về Ưu Đàm Bà La Hoa, đủ để là thái sư phụ kéo dài tính mạng 300.000 năm. Thiên Cốt Nữ Đế cùng Lạc Thủy Hàn đều là có thể giấu cảm xúc tại tâm nữ tử, nhưng giờ phút này vui mừng quá độ quá đỗi. Si Hình Thiên đầu tiên là ngơ ngẩn một cái chớp mắt, tiếp theo cất tiếng cười to, tốt ngươi cái Trương Nhược Trần, thế mà giở trò, cái này Ưu Đàm Bà La Hoa thật lợi hại như vậy. Thái thượng thần tình không buồn không vui, nói, Nhược Trần, ngươi làm tốt, thái sư phụ rất cảm động. Ngươi qua đây, thái sư phụ cái này có một chuyện bí ẩn, chỉ có thể nói cho ngươi một người. Trương Nhược Trần đứng im tại chỗ, ngược lại lui lại mấy bước, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thái sư phụ chớ có lại đem ta xem như tiểu hài tử. Kỳ thật, bằng vào tu vi hiện tại của ta cùng tinh thần ý chí, coi như lão nhân gia ngươi có thể trấn áp ta, chỉ cần ta không nguyện ý, ngươi là không có cách nào cưỡng ép đem tinh thần lực tu luyện cảm ngộ truyền cho ta. Vừa mới còn mừng rỡ mấy người, lập tức vừa khẩn trương đứng lên. Thái thượng thở dài, không còn kịp rồi. Tới kịp, Trương Nhược Trần nói, Ma Ni Châu có thể gia tốc Ưu Đàm Bà La Hoa thành thục. Ta tin tưởng thái sư phụ nếu còn có tự bạo thần tâm chi lực, như vậy
cũng liền nhất định có thể kiên trì đến yêu đàm bà La Hoa thành thục ngày ấy. Thái thượng lắc đầu, nói, ta nói là, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành. Còn ta, một thanh lão cốt đầu, coi như sống thêm 300.000 năm nữa, thì có ý nghĩa gì chứ? Có ta truyền pháp, lấy tư chất của ngươi, muốn xung kích tinh thần lực thiên viên vô khuyết ở trong tầm tay. Như lại có yêu đàm bà La Hoa trợ giúp, tương lai lấy tinh thần lực chứng thủy tổ đạo, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Tinh thần lực cùng võ đạo cùng là thủy tổ, đánh vỡ từ xưa đến nay lực lượng cực hạn, ngươi mới có thể sáng tạo càng nhiều khả năng. Trương Nhược Trần đi đến Thái Thượng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên thân lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp ý chí kiên định. Nói, từ giờ trở đi, con đường của ta muốn chính mình đến đi. Tương lai, ta nếu muốn trọng chỉnh thiên hạ trật tự, ứng đối lượng kiếp ách nạn, sao có thể thiếu một vị trận pháp Thái Thượng phụ trợ? Thái sư phụ, ta cần ngươi sống thêm 300.000 năm, cùng ta cùng đi chinh chiến tiệt thế đại địch, mà không phải cô đơn chết ở chỗ này. Thời khắc này Trương Nhược Trần, rốt cục triển lộ ra một đời hào hùng khí thế. Cho dù là Thái Thượng, tại trên khí thế cùng ý chí, đều bị hắn ép xuống. Thiên cốt nữ đế, Trì Giao, Kiếp Tôn Giả, Si Hình Thiên, Lạc Thủy Hàn, hoặc thần sắc nghiêm túc, hoặc phong mang tất lộ, hoặc ánh mắt nóng bỏng. Trương Nhược Trần trên người tinh thần khí, để Thái Thượng thật lâu nhìn chăm chú. Si Hình Thiên khó mà áp chế kích động trong lòng, hỏi, có yêu đàm bà La Hoa, Thái Thượng tinh thần lực có hay không có thể hoàn toàn khôi phục rồi? Có cơ hội đi, nhưng ít nhất phải dùng vạn năm thời gian, có lẽ càng lâu. Thái Thượng nói, Thái sư phụ, ngươi liền an tâm đến kiếm các chữa thương đi, tiếp đó đem Côn Lôn giới giao cho ta, ta đến thay ngươi thủ hộ vạn năm. Trương Nhược Trần nhìn về phía đám người, nói, nữ đế, ngươi phụ trách điều khiển nhân thủ từ vũ trụ các nơi tìm kiếm bảo dược, trợ Thái sư phụ khôi phục tinh thần lực. Si Hình Thiên trong mắt chuyển động, nói, có thể hướng Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh, Ngũ Hành Quan, Bàn Cổ giới những thế lực lớn này mượn. Mặt ta ra dày, ta đi. Thiên cốt nữ đế cùng Si Hình Thiên tâm tình cuộn trào, thấy được tương lai vô hạn hy vọng, tuần tự rời đi kiếm mộ về sau. Trương Nhược Trần, Kiếp Tôn Giả, Trì Giao một đường thương thảo tiếp xuống bố cục. Trì Giao nói, chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng thu thập bảo dược, chắc chắn sẽ bị người đoán được mục đích, sẽ không có người hy vọng Thái Thượng khôi phục như cũ. Trong đó, thậm chí bao gồm Thiên Đình một số người, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có cường giả đến đây tập kích. Trương Nhược Trần nói, chưa hẳn, những nhân vật chân chính lợi hại kia, từng cái tiếc mệnh, có lẽ sẽ coi là, đây là chúng ta vì dẫn bọn hắn đến Côn Lôn giới bố trí tân cục. Long Thúc ở đâu, có hắn tọa trấn Côn Lôn giới, nhất định có thể chém hết thảy muốn đến đây điều tra hư thực tu sĩ. Long Chủ tọa trấn Quỷ Môn Quan, sợ là không cách nào phân thân. Trì Giao nói, Trương Nhược Trần nói, vậy không có biện pháp, Côn Lôn giới đến có một vị chư thiên cấp cường giả xuất thế, mới có thể uy hiếp các phương. Ngươi nhìn lão phu làm cái gì? Kiếp Tôn Giả nói, vừa rồi tại Hoa Ảnh lão đầu nơi đó, lão phu có thể cũng không nói gì. Là ngươi vỗ ngực nói, phải bảo vệ Côn Lôn giới vạn năm. Không được, gần nhất hư cực kỳ, ta muốn đi Vương Sơn bế quan một đoạn thời gian. Trương Nhược Trần ngăn lại hắn, nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, kiếp lão nên việc nhân đức không nhường ai mới đúng. Kiếp Tôn Giả nói, ngươi muốn tìm là chư thiên cấp cường giả, lão phu không có thực lực kia. Đi ra, mau mau đi ra. Trương Nhược Trần thối lui một bước, nói, cấm ước liền muốn mất hiệu lực, đến lúc đó Thái Cổ sinh linh chắc chắn sẽ xuất thế, Tốc Ân tiền bối nguy hiểm. Kiếp Tôn Giả ngừng lại, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói, Thiên Đình quyết sách đại sự, cũng phải cần nhị thập chư thiên cùng nhau thương nghị. Ngươi như trở thành chư thiên một trong, tương lai Thái Cổ sinh linh xuất thế, là tiến đánh hay là kết minh, ngươi liền lời nói có trọng lượng. Chỉ Giao thần sắc khẽ động, nói, Trương Nhược Trần nhìn vấn đề hoàn toàn chính xác, rất có thấy xa, nhưng đây chỉ là về tư mưu đồ. Giống Kiếp Tôn dạng này tiên hiền, tất tâm hoài thiên hạ, mưu nghĩ cao xa. Nói thế nào? Trương Nhược Trần nói. Chỉ Giao nói, về công mà nói, như Kiếp Tôn trở thành chư thiên, liền có thể vì Côn Lôn giới tu sĩ tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Thiên Đình ra một vị cường giả tuyệt đỉnh, đối với địa ngục giới cùng lượng tổ chức, cũng là một sự uy hiếp. Ta nghe nói,
thiên đình rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi khi biết Kiếp Tôn kế thừa Bất Động Minh Vương Đại Tôn Thần Nguyên về sau, đều trong bóng tối chỉ trích, cảm thấy Thủy Tổ bị long đong, Đại Tôn vô hậu, quả thật có việc này. Trương Nhược Trần trong mắt bao hàm hận ý, nói, Trương gia lại không ra một vị chư thiên, hậu thế tử tôn có thể nào tại thiên đình ngẩng đầu lên làm người. Kiếp Tôn giả khi thì nhìn về phía Chỉ Giao, khi thì nhìn về phía Trương Nhược Trần, nắn vuốt sợi râu, nói đều nói đến nơi đây, lão phu lại không ra tay, liền thật là có lỗi với liệt tổ liệt tông. Như vậy đi, Trương Nhược Trần, ngày mai ngươi liền cùng ta trèo lên Quang Minh Thần Điện, chiến Koro, chiếm hắn chư thiên vị trí. Trương Nhược Trần nói, chuyện này là thật, đương nhiên, thuận tay còn có thể chấn nhiếp một chút thiên đường giới, miễn cho bọn hắn lại nhảy ra sinh sự. Kiếp Tôn giả lời nói xoay chuyển, nói, nhưng, Trấn Hưng Thủy Tổ gia tộc, không phải lão phu chuyện riêng, thủ hộ Côn Lôn giới vạn năm, cũng là chính ngươi đáp ứng Hoa Ảnh lão đầu, ngươi dù sao cũng phải làm những gì không phải. Trương Nhược Trần nói, làm cái gì? Kiếp Tôn giả nói, ngươi cũng đáp ứng Thiên Tinh Văn Minh Thông gia, có hay không có thể nhân cơ hội này làm, còn có nhà Long Ngũ nha đầu kia, đồ cưới ta đều thu, có thể cùng một chỗ xử lý, tốt nhất, cùng Ngũ Hành Quan, Bàn Cổ Giới cũng thông gia, muốn làm, liền muốn gióng trống khua chiêng xử lý, để thiên hạ tu sĩ biết, chúng ta Côn Lôn giới bằng hữu rất nhiều, minh hữu khắp thiên hạ, hai người chúng ta liên thủ, một cái tranh thiên đình chư thiên, một cái tranh thủ thiên đình chư thiên, nhất định có thể để Côn Lôn giới thái bình vạn năm, một mực chống đến Thái Thượng khôi phục tu vi vào cái ngày đó. Ha ha, đến lúc đó, ai dám nói Thủy Tổ gia tộc xuống dốc rồi. Trương gia, mới là thiên hạ đệ nhất gia tộc. Kiếp Tôn giả gặp Trương Nhược Trần không nói một lời, nói, Nhược Trần, ngươi sẽ không nguyện ý là Trương gia cùng Côn Lôn giới bỏ ra a Chỉ Giao. Ngươi nhất hiểu chuyện, Trương Nhược Trần đây là vì công, ngươi khẳng định sẽ ủng hộ đúng không? Chúng ta cùng một chỗ, để Côn Lôn giới một lần nữa cường đại. Hết chương 3582 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.